Bài học vừa rồi chúng ta tập trung cái nhìn về chiêm niệm, linh đạo tu trì, một cái nẻo đường được diễn tả như là sự chiêm niệm. Bài học này thì chúng ta nói đến chiêm niệm và hoạt động. Chiêm niệm và hoạt động. Trước hết chúng ta lắng nghe một đoạn tin mừng. Lắng nghe một đoạn tin mừng. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại và nói: Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa nói: Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi. Đã có không ít người dựa vào đoạn tin mừng Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đó, để giải thích hai lối sống khác nhau trong cuộc đời thánh hiến. Lối sống chiêm niệm dành cho những người xuất thế, sống ẩn dật trong bốn bức tường tu viện, vui với đời cần lao và tiếng hát lời kinh sớm tối. Và lối sống hoạt động, đó là lối sống của những con người nhập thế, dấn thân phục vụ người khác, nhất là những người nghèo và đói khổ. Quả vậy chúng ta vẫn thường quen gọi kiểu nói đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động. Ra như hai lối sống này khác biệt và tách biệt nhau. Thực ra thì phải hiểu thế nào về hai linh đạo này? Phải chăng chiêm niệm và hoạt động chẳng dính dáng gì đến nhau cả? Chiêm niệm là lối sống của Maria, còn hoạt động là lối sống của Martha. Mà rồi Martha, Maria không chấp nhận được nhau. Thầy xem em con không phụ con một tay. Chúa lại bênh Maria, em con chọn phần tốt nhất. Như vậy thì phải chăng chiêm niệm và hoạt động tách biệt nhau, không dính dáng đến nhau? Ngay cả khi ta nói riêng về hoạt động của người tận hiến, thì ta phải hiểu thế nào về những hoạt động? Có phải tất cả mọi hoạt động đều là hoạt động của người sống đời dâng hiến hay không? Ở bài trước thì chúng ta đã bàn riêng về chiêm niệm rồi, cho nên ở bài học này tôi không nói về chiêm niệm là gì, chiêm niệm thế nào, giáo hội dạy thế nào, tôi không nói nữa. Nhưng mà chúng ta lưu ý tới một vài ý tưởng khác, sự phân biệt giữa chiêm niệm và hoạt động. Thứ hai, thế nào là hoạt động của người tu sĩ? Và thứ ba, mối tương quan giữa chiêm niệm và hoạt động. Và chúng ta không chỉ nói chiêm niệm và hoạt động, chúng ta còn nói đến một cái quan niệm của thời cận đại là chiêm niệm trong hoạt động. Không những chiêm niệm và hoạt động mà còn nói đến chiêm niệm trong hoạt động. Giờ đây chúng ta đi vào cái bước đầu tiên là phân biệt giữa chiêm niệm và hoạt động. Sự phân biệt giữa chiêm niệm và hoạt động bắt nguồn từ các triết gia Hy Lạp và La Mã. Và khi du nhập vào Kitô giáo thì đã có nhiều sự biến chuyển. Thực vậy, triết học cổ điển quan niệm rằng chiêm niệm được hiểu như là việc sinh hoạt trí thức, còn hoạt động được hiểu trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Ai là các triết gia là làm cái lĩnh vực chiêm niệm, còn những nhà hoạt động xã hội, chính trị thì trong lĩnh vực hoạt động. Đây là cái nhìn về triết học cổ điển. Aristotle phân biệt hai tác động của trí tuệ. Tác động thứ nhất hoàn toàn gọi là thuần lý, và tác động thứ hai là tác động thực tiễn. Theo ông, trí tuệ thuần lý thì tiếp xúc với ngoại giới. Trí tuệ thuần lý thì tiếp xúc với ngoại giới nhằm khám phá sự vật. Đó chính là đời sống chiêm niệm. Tiếp xúc với ngoại giới, khám phá sự vật, đó là đời sống chiêm niệm. Còn trí tuệ thực tiễn thì hướng đến bản thân nhằm điều khiển cuộc đời cho đúng đắn, đó là đời sống hoạt động. Thì cái nhìn của Aristotle đó. Đối với Aristotle, chiêm niệm thì cao hơn và có giá trị hơn hoạt động.
Chiêm niệm thì cao hơn và có giá trị hơn hoạt động. Người ta thấy tại sao mà người ta lại quan niệm chiêm niệm cao hơn? Do ảnh hưởng của các triết gia Hy Lạp, cụ thể là Aristotle. Và trong khi đó thì Cicero cho rằng hành động có giá trị hơn cả chiêm niệm. Đối với Cicero thì hành động có giá trị hơn chiêm niệm. Aristotle cho rằng chiêm niệm có giá trị hơn hành động. À, hai vị này ngược nhau. Tại sao mà Cicero cho rằng hành động thì hơn chiêm niệm? Bởi vì khôn ngoan là nhân đức cao nhất, mà nhân đức này do hoạt động mà có chứ không phải do chiêm niệm. Nhờ hoạt động mà người ta học được đức khôn, có được đức khôn ngoan. Đấy, đây là cái nhìn của Cicero. Hai cái lối nhìn này khác nhau. Và một khi đem những cái quan niệm về chiêm niệm và hoạt động, cái sự phân biệt như vậy đó áp dụng vào trong Kitô giáo, thì các giáo phụ áp dụng chiêm niệm vào hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, Thánh Augustino cho rằng khi còn ở tại thế thì người ta hoạt động, còn ở tại thế thì hoạt động, mai sau khi về trời thì chỉ còn chiêm ngắm Thiên Chúa. Do vậy, chiêm niệm cao quý hơn hoạt động. Sau này về trời không còn hoạt động nữa, chỉ còn chiêm ngắm thôi. Mà cái điều bền vững như vậy thì phải quý hơn cái điều tạm thời. Cho nên chiêm niệm quý hơn hoạt động. Nước trời thì giá trị hơn trần gian. Đây là cái lối nhìn của Thánh Augustino. Thánh nhân cũng cho thấy rằng trong cuộc sống hiện tại của người Kitô hữu, chiêm niệm và hoạt động có khi rằng co nhau. Không phải thế mà không thể không có sự dung hòa. Đấy, không phải là hai cái này không dung hòa với nhau được. Nhiều khi lòng yêu chuộng chân lý, tức là chiêm niệm, cũng phải nhường chỗ cho nhu cầu phục vụ đức ái, đó là hoạt động. Có thể có những cái sự khó khăn, rằng co, nhưng cũng có thể có sự nhường nhịn và dung hòa. Thánh Gregorio cả thì áp dụng sự đối chiếu vào hành trình tâm linh. Hoạt động được hiểu là việc thực hành các nhân đức và thực thi đức ái. Thực hành nhân đức và thực thi đức ái thì được gọi là hoạt động đối với Thánh Gregorio cả. Còn chiêm niệm là thực thi các nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến. Thực thi các nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến thì gọi là chiêm niệm. Còn thực thi các nhân đức và việc bác ái thì gọi là hoạt động. Đây là cái nhìn, cái phân biệt của Thánh Gregorio cả. Đó cũng là hai giai đoạn, hai chặng đường của đời sống tâm linh. Chặng đường thứ nhất là hoạt động ứng với các giai đoạn thanh luyện và chiếu sáng. Chặng thứ hai, chiêm niệm, là giai đoạn kết hiệp. Chúng ta biết thần học Tu Đức trước đây chia đời sống con người thành những cái chặng thanh luyện, chiếu sáng và kết hiệp. Thanh luyện là bước đầu, ví dụ như vậy, còn người ta còn đầy những cái sân si, từ bỏ nết xấu. Đấy, bước đầu thanh luyện. Sau khi từ bỏ được nết xấu rồi, bước thứ hai gọi là bước chiếu sáng, tập luyện nhân đức. Tập luyện nhân đức. Và bước thứ ba là kết hiệp, sống thân tình với Chúa. Sang đến thời Trung Cổ thì Thánh Thomas Aquino dung hòa hai cái quan niệm của Thánh Augustino và Thánh Gregorio cả. Ngài áp dụng việc chiêm niệm và hoạt động cho cả nếp sống tu trì và cho cả hành trình tâm linh. Ở trong bộ Tổng luận Thần học Summa Theologica thì Thánh nhân có thấy rằng có thể áp dụng việc chiêm niệm và hoạt động này trong lĩnh vực tu trì và trong cả lĩnh vực tâm linh nữa. Theo lối nhìn của Thánh Thomas Aquino, chiêm niệm và hoạt động tượng trưng cho hai loại dòng tu, đồng thời cũng nói lên hành trình tâm linh của mỗi cá nhân. Hoạt động và chiêm niệm bổ túc cho nhau. Hoạt động chuẩn bị cho chiêm niệm, ví như là khổ chế chuẩn bị cho huyền bí. Và hoạt động phát sinh từ chiêm niệm, như là phục vụ phát sinh từ lòng yêu mến. Quan niệm của thời Trung Cổ. Vào thời cận đại, chiêm niệm và hoạt động được hiểu về hai loại dòng tu. Các dòng đan tu thì lo đọc kinh cầu nguyện, ví dụ như là dòng Bến Đức, dòng Sito, vân vân. Các dòng đan tu
thì lo đọc kinh cầu nguyện, các dòng hoạt động thì lo việc tông đồ. Đấy, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đông Bosco, vân vân. Dòng hoạt động thì lo việc tông đồ. Lối phân biệt này có thể dẫn tới sự hiểu lầm. Các dòng chiêm niệm thì chẳng có hoạt động gì cả. Và ngược lại, các dòng hoạt động thì được miễn không cần phải chiêm niệm. Hiểu như vậy liệu có đúng không? Hiện nay, các văn kiện của Tòa Thánh, đặc biệt là của Công đồng Vatican II, chúng ta đã thấy các văn kiện này sửa lại cái quan niệm lệch lạc. Không đơn giản chia các dòng thành hai loại như vậy đâu. Không đơn giản chia các dòng thành hai loại chiêm niệm và hoạt động. Bởi vì tất cả các dòng tu đều mang tính cách chiêm niệm và hoạt động. Dòng tu nào cũng thế, đều có tính chiêm niệm và hoạt động. Dòng Shinto không phải không hoạt động, mà dòng hoạt động không phải không chiêm niệm. Tuy rằng một số dòng dấn thân toàn vẹn cho việc chiêm niệm, và một số dòng thì dấn thân chuyên chăm cho việc tông đồ. Nhưng dù hoàn toàn dấn thân cho chiêm niệm hay hoàn toàn dấn thân cho tông đồ, thì tự bản chất của đời tu đều bao hàm cả hai khía cạnh, chiêm niệm và hoạt động. Đấy là cái nhìn mới của Hội Thánh ngày hôm nay, sửa lại cái lối nhìn có thể nói là lệch lạc. Một số người chuyên chỉ chiêm niệm, một số dòng chuyên chỉ chiêm niệm, và một số dòng chuyên chỉ hoạt động mà thôi. Dòng Đa Minh thì có một công thức: contemplata aliis tradere, chiêm niệm và trao cho người khác hoa trái của việc chiêm niệm. Như vậy, để có thể giảng thì anh phải chiêm niệm trước, và anh chiêm niệm là để giảng. Hai cái bước đó đi với nhau. Tôi chỉ nói những gì tôi đã chiêm niệm, và tôi chiêm niệm để không phải chỉ cho tôi, mà tôi để chia sẻ cho anh chị em. Như vậy, trong hai cái nhịp chiêm niệm và hoạt động, không được bỏ quên một khía cạnh nào trong đời tu. Và bây giờ ta sang cái điểm thứ hai, nói về hoạt động của tu sĩ. Đâu là những hoạt động của tu sĩ? Có phải tất cả mọi hoạt động trên trần gian này đều là hoạt động của tu sĩ hay không? Từ hoạt động có thể hiểu một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục. Vậy thì đối với tu sĩ, không phải bất kỳ hoạt động nào trong các lĩnh vực trần thế đều là hoạt động của tu sĩ. Công đồng Vatican II trong sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống tu dòng, Perfecte Caritatis, sắc lệnh về đức ái trọn hảo, ở số 8 đã nói tới hoạt động tông đồ và bác ái do Thánh Thần khơi lên và làm cho sinh động. Chỉ hoạt động này mới đi vào bản tính của đời tu như một tác vụ và một việc bác ái đặc thù mà giáo hội ủy thác cho các tu sĩ thực hiện nhân danh giáo hội mà thôi. Như vậy, theo như sắc lệnh Perfecte Caritatis thì chỉ có việc gì? Tông đồ và bác ái mới được gọi là hoạt động của tu sĩ. Đặc tính riêng của hoạt động được thúc đẩy do đức ái, được nuôi dưỡng trong con tim của tu sĩ, nơi rung lên nhịp đập hài hòa giữa nội tâm và hoạt động. Chính vì thế, đối với các tu sĩ sống đời tông đồ, điều quan trọng là phải có được sự liên kết hài hòa giữa việc đi vào nội tâm, tức là chiêm niệm, và dấn thân tông đồ, tức là hoạt động. Quả vậy, chính khi các tu sĩ biết ở với Chúa Kitô thì những hoạt động tông đồ của họ mới có thể phát sinh những hoa trái thiêng liêng đích thật. Tôi sang một cái khái niệm thứ ba, đó là chiêm niệm và hoạt động. Chúng ta hồi nãy mới phân biệt thế nào là hoạt động của tu sĩ. Tôi nói lại, theo Perfecte Caritatis số 8, thì người tu sĩ, hoạt động của họ là hoạt động tông đồ và bác ái. Đấy, tông đồ và bác ái. Bây giờ ta nói sang chiêm niệm và hoạt động. Người tu sĩ càng ý thức chiều kích chiêm niệm bao nhiêu, thì càng lưu tâm đến những đòi hỏi của nước trời bấy nhiêu. Và nhờ sự phát triển của một đời sống nội tâm sâu xa, người sống đời thánh hiến sẽ biết nhìn các biến cố với con mắt đức tin.
để khám phá ra kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa trong lịch sử. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi gặp gỡ các tu sĩ ngày 24 tháng 11 năm 1978, Ngài đã ân cần khuyên nhủ họ như thế này: nhà của chúng con trước hết phải là những trung tâm cầu nguyện, hồi tâm và đối thoại, cá nhân và nhất là cộng đoàn, với Đấng luôn phải là người đàm thoại chính yếu và trên hết trong mọi diễn tiến ngày sống rất bận rộn của chúng con. Nếu chúng con biết nuôi dưỡng bầu khí kết hợp yêu thương với Chúa, chúng con có thể tiếp tục cuộc canh tân đời sống và kỷ luật mà Công đồng Vatican II mong muốn chúng con nỗ lực thực hiện mà không sợ rơi vào tình trạng căng thẳng, kiệt sức hay những phân tán nguy hiểm. Ở đây Đức Giáo Hoàng muốn nói đến cái chuyện chúng con muốn hoạt động, chúng muốn canh tân, chúng con muốn dấn thân, thì chúng con đừng quên rằng ngôi nhà của chúng con phải là ngôi nhà cầu nguyện. Tức là phải để ý đến chiều kích chiêm niệm, chúng con mới có thể có sức mạnh để mà hoạt động tàu đỏ. Ý thức được mối tương quan hệ trọng này, trong khi nỗ lực hoạt động cho vương quốc của Thiên Chúa, người thánh hiến phải không ngừng ý thức và cử hành các giờ kinh nguyện cũng như việc cầu nguyện riêng tư, như là hơi thở tối cần đem lại dưỡng khí cho các hoạt động tông đồ. Chỉ lo hoạt động mà không có cầu nguyện thì chắc chắn giống như một cái máy chạy mà không lo đổ xăng. Bên cạnh đó, còn phải tăng cường việc đọc và suy niệm lời Chúa, tích cực cử hành hay tham dự các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, canh tân đời sống qua việc đón nhận bí tích sám hối, thực hành việc linh hướng và lòng sùng kính Đức Maria. Đấy là những cái phương tiện để sống đời chiêm niệm, nhờ đó kín múc được sức mạnh mà dấn thân hoạt động tông đồ. Tất cả các việc làm trên có thể coi như là việc chiêm niệm, là linh hồn của những hoạt động tông đồ. Và theo lối diễn tả của linh đạo Đa Minh, hoạt động tông đồ không gì khác hơn là việc trao cho tha nhân chính hoa trái việc chiêm niệm của mình. Contemplata aliis tradere. Người thánh hiến bắt chước cô Maria một khi chăm chú lắng nghe và tìm kiếm sự hướng dẫn phát xuất từ môi miệng Thiên Chúa. Và họ cũng thấy bóng dáng của mình nơi cô Marta khi luôn luôn có những mối bận tâm chính đáng do việc tông đồ thúc bách hàng ngày. Đối với Chúa Giêsu, cả hai cách phục vụ, cả hai lối sống của cô Marta và cô Maria đều cần thiết và bổ túc cho nhau. Quả đúng là không thể tách rời hoạt động và chiêm niệm ra khỏi nhau được. Tuy nhiên, nhiều lối diễn tả này có gây cảm tưởng rằng chiêm niệm và hoạt động như hai mảng khác biệt được đặt bên cạnh nhau. Chúng ta còn thấy một lối diễn tả khác nữa làm nổi bật nét đặc trưng khác của linh đạo đời thánh hiến, đó là chiêm niệm trong hoạt động. Ở số vừa rồi chúng ta nói đến chiêm niệm và hoạt động, hai thể thức không thể tách rời nhau, bổ túc cho nhau và nó như đặc tính của đời tu. Thì bây giờ có một lối phát biểu khác nữa, chiêm niệm trong hoạt động. Chiêm niệm trong hoạt động là một lối nói đặc biệt của linh đạo Thánh Y Nhã. Theo như tác giả Julian, chiêm niệm trong hoạt động nghĩa là khám phá ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi, không phải là thêm thì giờ cầu nguyện, mà là biến đổi cả cuộc sống thành lời cầu nguyện. Không phải là thêm giờ nguyện, bớt giờ giảng, mà là biến đổi cả cuộc sống thành lời cầu nguyện. Là một cách sống ở trong thế gian mà lại không thuộc về thế gian. Là giữ niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh, là nhìn mọi sự với cặp mắt của Chúa. Chiêm niệm trong hoạt động giúp chúng ta dâng hiến cho Chúa những cố gắng, những bất mãn, những nghịch cảnh xảy đến cho ta. Do đó, chiêm niệm trong hoạt động là kết quả của một sự lựa chọn muốn làm chứng cho Đức Kitô trong thế gian bằng lối sống và hoạt động của mình. Chúng ta vẫn sống trong thế gian, nhưng muốn sống một cách khác. Tôi hiện diện trong thế gian, nhưng hiện diện một cách khác. Có nghĩa là việc hiện diện đó diễn tả
tôi tìm ý nghĩa trong mọi sự, hiện diện cho chính mình, cho anh em và lắng nghe tiếng Chúa có thể tác động trong lòng trí chúng ta bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Sự hiện diện như thế luôn là để cho các biến cố trong cuộc sống trở thành những câu hỏi đánh động tâm hồn của mình. Điều này có ý gì, ý nghĩa gì đối với tôi? Và con người luôn được mời gọi để hồi tâm về những hành động hàng ngày, tìm thánh ý của Thiên Chúa trong những hành động đó, tìm những gì Chúa muốn nói với chúng ta ngang qua các biến cố, ngay cả những biến cố tiêu cực của cuộc sống. Chúa có thể ngỏ lời trong mọi biến cố, không phải chỉ là những biến cố đem lại cho chúng ta niềm vui, mà ngay cả những biến cố làm cho chúng ta phải đau khổ. Như vậy, ta có thể tóm tắt ở đây. Tất cả mọi linh đạo đều bao gồm hai chiều kích, chiêm niệm và hoạt động. Không thể hoàn toàn tách rời hai chiều kích này. Sẽ chẳng có một hoạt động nào đích thật của người sống đời thánh hiến nếu đó không phải là hoa trái của tình yêu, của việc gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống chiêm niệm. Thưa tất cả các bạn, chúng ta vừa trình bày một cái sự tương quan hay là một cái linh đạo trong đời tu, chiêm niệm và hoạt động. Ở bài này chúng ta tìm hiểu về cái sự phân biệt thế nào là chiêm niệm và hoạt động. Sự phân biệt này khởi đi từ các triết gia Hy Lạp và La Mã, và khi du nhập vào Kitô giáo thì được áp dụng trong nhiều lối nhìn khác nhau. Rồi chúng ta cũng được tìm hiểu thế nào là hoạt động của tu sĩ. Không phải tất cả mọi hoạt động đều là hoạt động của tu sĩ, mà theo Perfectae Caritatis, chỉ những hoạt động tông đồ và bác ái mới được giáo hội ký thác cách riêng cho các tu sĩ mà thôi. Và không thể nào có một đời sống chỉ hoạt động mà không có chiêm niệm, hay chỉ chiêm niệm mà không hoạt động. Chiêm niệm và hoạt động nối kết, hòa nhịp với nhau, làm thành đời sống của những người sống đời thánh hiến. Và điểm cuối cùng, người ta còn có một kiểu nói đặc biệt theo linh đạo của Thánh Y Nhã: chiêm niệm trong hoạt động, nhìn tất cả trần gian bằng con mắt của Chúa. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Xin cảm ơn các bạn.